Chào quý vị khán giả của SCTV14 chương trình Giai điệu phim Việt. Quỳnh à, em có tin ở trên đời này có ma không? Ủa, sao anh Thiện lại hỏi em vậy? Chẳng lẽ nhìn anh vậy mà sợ ma sao? Không, anh... anh có sợ ma thiệt. Nhưng mà anh đang muốn nói về cái bộ phim trên kênh SCTV14. Đó chính là bộ phim Nhà ông Hoàng có ma. Đây là một bộ phim kể về cuộc sống của nhà ông hội đồng Bùi Hoàng. Và câu chuyện được bắt đầu vào một đêm mưa tầm tã, gió vật vã, trời không căng, không sao. Sao em thấy câu chuyện này có vẻ ly kỳ rồi đó anh ơi? Đúng, câu chuyện này rất ly kỳ. Khi mà ở nhà ông Hội đồng Hoàng có một cô người ở tên là Đào tự nhiên chết đi. Và sau cái chết của cô ấy thì tất cả những cái chuyện ly kỳ bắt đầu diễn ra. Như là lâu lâu có tiếng kêu ai oán, lâu lâu lại có một bóng trắng dục vào, lâu lâu lại có một kẻ hầu người hạ mất tích, và tiếp theo đó là cái chết của một người hầu bỏ trốn. Và tất cả những điều lạ thường ấy đã khiến cho gia đình của ông Bùi Hoàng rơi vào không một ngày nào yên ổn, và đến một cái mức là phải kêu ông thầy Ba Mập, người giỏi bắt ma nhất, về ở trong nhà luôn. Ủa, vậy chẳng lẽ là nhà ông Hoàng có ma thiệt hả anh Thiện? Có ma hay không anh không dám chắc, chỉ có điều là em coi bộ phim rồi em biết. Nhưng mà cái bộ phim này á, nó còn một câu chuyện xoay quanh những bà vợ và các người con của ông Hội đồng Hoàng nữa. Và bà đầu tiên á thì chết một cách bí ẩn, còn bà thứ hai á thì cứ điên điên dại dại, còn bà thứ ba thì bình thường, nhưng mà lại bị ông Hội đồng Hoàng á ghẻ lạnh vì nghĩ con trai mà bà sinh ra là đứa con hoang. Ghê chưa? Và theo như em đoán, đây là bộ phim mang màu sắc khá u buồn. Chính vì vậy mà ca khúc nhạc phim mới có tên là Sầu Thiên Thu. Và bây giờ mời anh Chí Thiện cùng với quý vị cùng lắng nghe ca khúc nha.
nhân một thân thù nhau, sống ra cho mình, cho tình ta hiểu tàn sớm mai phân đều đôi, thôi hẹn kiếm sao ta cùng nhau nối tình. Ca khúc Sầu Thiên Thu là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Tứ Quý. Đây là một tác giả rất quen thuộc với những ca khúc sáng tác cho những bộ phim xưa và những bộ phim nói về miền Tây sông nước, đúng không Quỳnh? À, đúng rồi anh ơi, và ca khúc này mang âm điệu buồn như là sự đồng cảm và xót thương cho những phận đời éo le, những cuộc chia ly trong nước mắt. Thật sự là anh không biết là có mai không, nhưng anh tin chắc rằng gieo nhân nào thì chắc gặt quả đó. Có lẽ như là những việc làm trái với đạo lý của ông Hội Đồng Hoàng đã làm cho cuộc sống của ông bị ám ảnh. Đúng rồi anh Thiện ơi, và để nghe lại ca khúc này, mời quý vị cùng theo dõi bộ phim Nhà Ông Hoàng Có Ma vào lúc 19h45 trên kênh SCTV 14 nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.